xin kính chào Thái Ngộ cùng quý khán thính giả của Đài Việt Media. Chúng tôi là bác sĩ Nguyễn Trọng Việt, lại xin được tiếp tục chương trình hội luận vấn đề cần quan tâm. Và kính thưa quý vị, giống như là cái phần chúng tôi đã giới thiệu cuối cái phần 1 đó, khi bước vào thì chúng ta sẽ nói về cái cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Putin. Kính thưa quý vị, đây là cũng là một trong những cuộc gặp gỡ thượng đỉnh mà cả thế giới cũng rất là quan tâm theo dõi, vì nó cũng có những cái kịch tính của nó. Và chúng ta cũng biết là cả hai, ông Putin và ông Biden, đều là những con cáo già ở trong làng chính trị. Cả hai đều không có mới mẻ gì và có lẽ cũng đều biết nhau hết. Putin thì nắm cái vai trò lãnh đạo nước Nga đã hơn 20 năm rồi, và có lẽ ông ta sẽ tiếp tục ngồi lại nó thêm 10 năm nữa không chừng. Còn ông Biden thì cũng là cái người đã có cái chiều dài lịch sử liên quan tới chính trị, đã hoạt động trong ngành chính trị của Hoa Kỳ và đã có từng làm 8 năm làm phó tổng thống. Cho nên tôi nghĩ rằng đây nó là một cái cuộc gặp gỡ chắc chắn có nhiều cái điều hứa hẹn. Điểm quan trọng ở đây là thế giới theo dõi, nhằm tôi cho rằng một trong những cái nước mà theo dõi sát nhất có lẽ là Trung Cộng. Là vì bất cứ những chuyện gì mà có thể xảy ra giữa Hoa Kỳ và Nga mà tốt đẹp đó thì sẽ là những cái điều rất xấu cho Trung Cộng. Tại vì chúng ta đang nhìn thấy ở đây một cái thế tay ba, mà trong đó Trung Cộng đang muốn tìm mọi cách để kéo Liên Xô, kéo Nga thì đúng không, tôi xin lỗi, về phía mình để mà chống lại Mỹ. Và đương nhiên Mỹ cũng lại tìm cách để mà kéo Nga về phía mình, hay ít nhất là hòa dịu để mà có thể rảnh tay giải quyết Trung Cộng. Cho nên đây nó là một cái thế chân vạc. Nào, cái kết quả của cái cuộc gặp gỡ này nó như thế nào thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ tìm hiểu trong một ít phút trước mặt. Trước tiên tôi xin mời anh Bình chia sẻ cái suy nghĩ của anh về cái cuộc gặp gỡ thượng đỉnh này, và sau đó là đến anh Nguyên. Phải công nhận là nếu mình nhìn lại có lẽ được chia sẻ với khán giả một cái bức hình này để nhớ lại một thời của cái quan hệ giữa Mỹ và Nga. Đây là cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên ở Geneva vào năm 85 giữa Reagan và Gorbachev. Và cái cuộc họp này mấy năm sau nó dẫn đến sự thay đổi lớn của thế giới luôn, như mọi người đã biết. Nhìn lại tấm hình này, mình thấy rất là tiếc là Mỹ đã mất một cái cơ hội, và cả thế giới luôn đã mất một cơ hội thay đổi nước Nga. Bây giờ thấy cái nước Nga bây giờ không phải là cái nước Nga của cái thời 89-90, gọi là cái buổi bình minh sau chiến tranh lạnh, mà đã trở thành một cái nước, như anh Nguyên hay nói, nước phá hối, và sẽ là một cái nước gây phiền cho Mỹ hoài. Trong cái hội nghị thượng đỉnh này đó, thì Putin ổng đạt được một chuyện, đó là ổng sẽ giống như là Quesnet, như là Gorbachev, được Mỹ công nhận là một đối thủ ngang hàng, với vị ngồi ngang hàng với Tổng thống Mỹ. Thì cái vai trò của nước Putin bây giờ nó na ná giống như là Mao Trạch Đông vào trong thời chiến tranh lạnh. Trung Quốc lúc đó cũng là muốn Mỹ coi mình là một đối thủ ngang hàng và không muốn để cho Mỹ và Liên Xô gọi là khống chế thế giới. Trung Quốc muốn được ngồi vào cái bàn cái cuộc chơi này, vì họ chỉ là một cường quốc hạng nhì thôi. Thì bây giờ Nga cũng nhìn vào trong cái cuộc đối đầu và Mỹ và Trung Quốc như là Trung Quốc nhìn vào cái chiến tranh lạnh. Họ muốn đóng cái vai phá hối. Và nếu mà không muốn họ, cái thông điệp của họ là gì? Nếu mà không muốn phá thì Mỹ phải tôn trọng. Ông Putin muốn được Mỹ tôn trọng, muốn được Tây Âu tôn trọng Nga như là một cường quốc, và để yên cho ông, để ông làm lãnh chúa ở Nga thêm 10 năm nữa. Thì đó là cái mục đích mà ông đến để dự hội nghị. Cho nên đầu tiên là ông đã đạt được cái mục đích. Ông Biden cũng tuy nhiên lại đây là cái món quà nhỏ cho Putin, là công nhận Putin vẫn là người lãnh đạo của Nga, công nhận Nga là một cường quốc. Bù lại đó thì ông Biden cũng nói rõ với ông Putin là cái quan hệ Mỹ-Nga nó sẽ không còn là nhẹ nhàng giống như thời ông Trump nữa, mà từ giờ về sau sẽ có ông Biden sẽ cứng rắn hơn với Nga. Cái vấn đề khó xử của Mỹ là làm sao, như nhiều người đặt câu hỏi là tại sao Mỹ không thể tách Nga ra khỏi Trung Quốc như là đã từng tách Trung Quốc ra khỏi Liên Xô trong thời chiến tranh lạnh. Thì bây giờ so với 50 năm trước, lúc mà Kissinger lén bay qua Trung Quốc vào năm 71, cái tình hình của Nga bây giờ nó khác với Trung Quốc vào năm 71. Nga bây giờ cũng nghèo, cũng đói, nhưng mà không bằng như là Trung Quốc vào năm 71, là không bị cô lập. Và cái chuyện quan trọng nhất là không có cả triệu quân ở biên giới giữa Nga và Trung Quốc như là năm 71. Cho nên rất là khó mà kéo Nga khỏi Trung Quốc.
ông Biden ông cũng biết cái chuyện này, ông cũng không hy vọng gì trong cuộc họp thượng đỉnh này hết. Thì trong cuộc họp thượng đỉnh này, ít nhất là theo ông Putin kể lại, cũng khen ông cho ông Biden một câu là ông Biden rất là cái dùng cái chữ nguyên văn là professional, tức là làm những gì mình cần phải làm, hai bên không có vô đó để gây lộn chửi nhau được cả, hai bên chỉ nói rõ với nhau đây là cái quan điểm của tôi, đây là, và ông Biden ông không nói ra ngoài, nhưng mà chắc chắn ông có nói với Putin là Mỹ có cái khả năng, một số những cái khả năng để mà giải quyết vấn đề nếu Putin tiếp tục gây rối, ví dụ như trong chuyện mà cyber attack, cái chuyện chiến tranh mạng. Ông Biden có nhắc khéo trong cuộc họp báo sau đó, ông nói ông không có đe dọa gì Putin hết, nhưng mà ông có nói cho Putin biết là Mỹ có khả năng. Thì ai cũng biết trên thế giới này Mỹ đâu có thua gì Nga trong cái lĩnh vực đó. Nếu Nga tiếp tục gây rối và đi ra gọi là phá rào trong cái cuộc họp, trong cái lĩnh vực mà tấn công trên mạng đó, thì ông Biden ông kể lại ông có đưa cho Putin đưa đề nghị một cái tiêu chuẩn, một cái quy luật rõ ràng trong chiến tranh mạng, hai bên cứ tấn công lẫn nhau, giữa hai chính phủ, các cơ quan tình báo vẫn có quyền tấn công nhau, nhưng mà đừng đụng, giống như trong chiến tranh quy ước, đừng đụng với những cái lĩnh vực dân sự, khu vực tư nhân. Thì nếu Nga phá rào, ông Biden có nhắc với ông Putin là Mỹ có cái khả năng thừa sức để mà phản công lại. Hoặc là nếu mà Nga xé rào ở Ukraine, thì Mỹ và NATO không thể để yên được. Thì những cái gì cần nói đó, ít nhất thì ông Biden ông đã nói rõ với Putin trong hội nghị thượng đỉnh này, hai bên hiểu nhau. Sau này sẽ tránh được những cái hiểu lầm. Vâng, cảm ơn anh Bình. Tôi nghĩ rằng là ít nhất xuyên qua cái cuộc gặp gỡ vừa rồi đó, thì theo như những gì mà cả hai người đều nói trong cuộc họp báo sau đó đó, thì đúng như anh Bình vừa nói đó, hai bên đều khen lẫn nhau và đều cho rằng đây là một cái cuộc gặp rất là tốt. Thực tế như thế nào, đằng sau cánh cửa đóng kín thì ta không biết, nhưng mà ít nhất mình có thể trông thấy được là giống như là Putin khen Biden very professional, rất là chuyên nghiệp. Đó là ông là một chính trị gia chuyên nghiệp. Đương nhiên, liệu những hồ sơ mà chúng ta đều quan tâm nó như thế nào? Xin mời anh Nguyên. Dạ vâng, cảm ơn anh Việt. Thì cuộc họp thượng đỉnh hôm 16 tháng 6 là bác sĩ Việt nói rằng xây dựng có tính hòa dịu và cụ thể. Dự trù kéo dài 5-6 tiếng đồng hồ, nhưng mà thật sự họp chỉ kéo dài chừng 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Thì trong đó có những vấn đề được đặt ra là vấn đề về tin tặc, vấn đề về vấn đề Nga can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ, và vấn đề là nhân quyền, và trong đó nổi cộm nhất là ông Navalny đang bị bắt giam, mà ông Putin nói rằng là nếu ông Navalny mà chết ở trong tù thì nó là một cái vấn đề lớn mà Hoa Kỳ coi như là không thể mà bỏ qua. Thì trong cái cuộc họp này trở lại vấn đề một chút xíu là nước Nga là một cái nước mà nó quá rộng lớn, nó nằm trên 11 múi giờ. Mà cái dân Nga thì cái dân nó ít dân mà không chịu đẻ, càng ngày nó càng teo lại. Hồi xưa là khoảng 150 triệu người, bây giờ nó còn chừng khoảng 140 triệu người, và nó cứ tiếp tục nó teo, nó không chịu đẻ. Đến độ mà nước Nga mà mỗi năm mà làm một cái lễ gọi là lễ tình yêu mà khuyến khích là cái tối bữa đó mà ai mà thụ thai được thì chính quyền Nga phải cho tiền. Thì chứng tỏ rằng là coi như là cái vấn đề mà sinh đẻ ở Nga là nó cái số sinh nó, sinh xuất nó ít hơn được cái tử xuất, thành ra bởi vì cái sinh xuất phải 2.2 thì nó mới cân bằng với cái tử xuất, còn cái này sinh xuất dưới 2 chấm thì dĩ nhiên là cái dân nó teo lại. Mà hơn nữa dân Nga khi nó khá rồi nó lại không ở nước Nga, nó bỏ nước Nga nó đi. Thành ra do đó mà Nga có cái tâm lý là insecurity, tức là không có cảm thấy là không có an ninh, nhất là an ninh lãnh thổ nó quá lớn. Mà cái dân Nga thì là lâu nay trong cái lịch sử của nước Nga thì đe dọa từ phương Tây, từ nước Pháp, từ ông Napoleon cho tới nước Đức là ông Hitler, vân vân. Do đó mà họ có cái tâm lý là nước quá lớn khó giữ gìn, mà phương Tây là lúc nào cũng muốn xâm chiếm. Mà trong khi bây giờ cái thực tế nó là cái đe dọa thật sự lại là đe dọa phương Đông của bên phía Trung Quốc. Bây giờ Trung Quốc bây giờ họ vào cái vùng Viễn Đông, họ thuê đất 50 năm, 90 năm rồi họ đổ dân Trung Quốc vào. Thì đó là cái mối đe dọa thật sự của Nga.
và đứng trên cái quyền lợi, gọi là quyền lợi lâu dài á, là coi như là giữa hai dân tộc, giữa Hoa Kỳ và Nga thì nó có rất nhiều cái mối tương đồng và nó không có một cái gì gọi là mâu thuẫn nếu mà lãnh đạo của hai nước đều nhìn trên phía quyền lợi của quốc gia. Nhưng mà cái lãnh đạo của Nga đó thì dĩ nhiên là họ là oligarch, là một cái nhóm nhỏ mà nó làm giàu trên cái đất nước Nga chứ không ít quan tâm tới cái quyền lợi Nga. Thì đó, với cái tâm lý mà không ổn định, luôn luôn bị đe dọa từ phía Tây cũng như là phía Đông, rồi vấn đề lãnh đạo nó là lại lãnh đạo trong một chế độ độc tài mà tham nhũng, chỉ tập trung cái tài sản của đất nước tập trung trong tay một thiểu số nhiều người, một nhóm người, thành ra nó đưa tới vấn đề mâu thuẫn. Chứ thật sự ra quyền lợi của Nga và Mỹ không có mâu thuẫn, Nga giữa Nga và Trung Quốc mới có mâu thuẫn, và Nga với phương Tây thì trong quá khứ có, nhưng mà bây giờ thì với chính sách bây giờ là Nga nó không đe dọa, nhưng mà cái NATO làm cho Nga cảm thấy đe dọa, là bây giờ NATO cứ mở rộng dần cho tới sát biên giới của Nga, làm cho Nga cảm thấy không có cái vùng trái độn. Không có vùng trái độn thì dĩ nhiên là nó Nga cảm thấy là khối NATO là đe dọa mình. Thì trong cái vấn đề mà ông Biden đi gặp Nga, gặp ông Putin lần này á, thì thật sự thì nước Nga bây giờ về vấn đề GDP, tổng sản lượng là không bằng Cali, không bằng Texas, không bằng New York. Nó chỉ có sức mạnh kinh tế, nó chỉ bằng Tây Ban Nha thôi. Thành ra Nga không phải là một cái cường quốc gọi là cạnh tranh, là bá chủ với Hoa Kỳ. Hoàn toàn là không có sức mạnh đó. Nga bây giờ là không bằng phân nửa của thời Liên Xô. Bởi vì nó đã, cái Liên Xô là một cái khối 15-16 nước mà bây giờ chỉ còn có một mình nước Nga. Thành ra Nga là một cái anh phá thối trong cái tầm dốc thế giới, cũng như anh Bắc Hàn là phá thối trong cái tầm dốc vùng miền. Thành ra, nhưng mà bây giờ ông Biden đó, thì ông biết tâm lý của ông Putin là muốn cái gì. Ông Putin là muốn là ông là một cái được Hoa Kỳ công nhận như một cái lãnh tụ thế giới, để mà ông khoe với dân ông, để dân ông tiếp tục ủng hộ ông trong vấn đề tiếp tục nắm quyền. Và cái nếu mà đó, ông Biden mà cho ông Putin ở cái tầm dốc đó, ngồi ngang hàng với Hoa Kỳ, thượng đỉnh có một mình ông ngồi với ông Biden, để mà ngồi ngang hàng, để mà ông chứng tỏ là ông là vẫn là lãnh tụ của cường quốc thế giới, thì như vậy thì ông tạo được cái ảnh hưởng đối với người dân trong đất nước Nga, và ông sẽ rất là hài lòng. Và chính vì ông Biden ông cho cái điều đó, và ông đòi lại cái điều khác. Điều khác đây là những cái điều thực chất, nội dung là những cái gì trong quá khứ, thì tôi đưa ra những cái sai lầm của anh trong quá khứ, và cái sai lầm đó tôi không tính vô. Tôi đến đây không phải là để đương đầu với anh hay là để gây hấn với anh, nhưng mà đến đây để gặp mặt, chạm trán, nói rõ cái vấn đề giữa hai quốc gia với nhau, và khuyên anh trong tương lai đừng có nên làm điều này nữa, đừng nên làm điều kia nữa đối với Hoa Kỳ. Và bù lại thì nếu anh không làm thì tôi để anh yên, mà anh cũng để tôi yên, mà tôi đương đầu với Trung Quốc thì có lợi cho anh hơn. Tôi đương đầu với Trung Quốc thì là cái miền Đông nước Nga không cảm thấy bị đe dọa. Là do đó cái thượng đỉnh này nó đưa tới cái kết quả mà tôi thấy nghĩ cả hai bên đều hài lòng. Ông Putin ông hài lòng và ông được cái status là một cái cường quốc ngồi ngang hàng với Hoa Kỳ, giống như là người dân Nga coi nước Nga là một cường quốc lớn. Và ông Biden hài lòng là bởi vì đã làm việc với Nga, để mà trong 3 tháng qua là hai bên không có đại sứ, thì bây giờ phục hồi lại vấn đề ban giao, và để hai bên có đại sứ với nhau. Và đó là tôi sẽ làm đương đầu với Trung Quốc có lợi cho anh, và anh đừng có phá rối tôi thì anh cũng có lợi. Thì đó là cái gì, cái kết quả của thượng đỉnh thôi. Dạ thưa anh. Vâng, cảm ơn thầy anh. Và tôi nghĩ là có lẽ cái điều mà cả thế giới đều trông đợi là, thứ nhất, đây là một cuộc gặp gỡ mặt đối mặt để mà thảo luận một cách cụ thể một số vấn đề. Giống như là anh Nguyên cho biết đó, là ban đầu thì dự tính nó dài hơn, nhưng mà sau đó thì nó chỉ còn khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ. Đó là cuộc gặp gỡ riêng giữa ông Biden và ông Putin. Rồi sau đó thì là cái cuộc gặp gỡ mà đầy đủ các dàn giá ban bộ, trong đó là có cả Blinken, có cả Ed Sullivan, nói chung là cả hai bên đều ngồi đối diện nhau trên một cái bàn dài để mà thảo luận tiếp. Thì tôi nghĩ rằng là cái cuộc gặp gỡ lần này đó, nếu nhìn từ bên ngoài thì chúng ta có thể thấy là nó mang cái không khí tương đối hòa dịu, vì kết quả sau cùng khi hai
hay lãnh tụ mà bước ra để tổ chức cuộc họp báo đó thì không có ai công kích bên kia cả, thì ít nhất mình trông thấy được cái sự hòa dịu đó. Và có lẽ thế giới ngày hôm nay đều mong mỏi rằng cần phải có cái sự hòa dịu đó để mà riêng đối với Hoa Kỳ có thể rảnh tay mà giải quyết Trung Cộng. Hai cái quốc gia mà chúng ta có thể nhìn thấy ở đây mà họ bị nằm ở giữa lằn ranh theo cái nghĩa mà giằng co giữa Nga và Mỹ đó, đó chính là Ấn Độ, và ngay cả Nhật Bản cũng lại nằm ở trong cái vòng đó nữa. Cho nên chúng ta có thể thấy được là Ấn Độ có một cái mối liên hệ rất thân thiết với Nga, đặc biệt là về mặt quân sự, và đã có những cái sự hợp tác rất chặt chẽ về mặt quân sự. Cho nên Ấn Độ là một cái nước mà có lẽ đang mong mỏi làm thế nào để mà cái vấn đề khục khặc giữa Nga và Mỹ đó phải giải bớt, là vì trước mắt Ấn Độ đang phải đối phó với Trung Cộng, một cái hiểm họa mà nó đang xảy ra ở ngay tại biên giới, và lại cũng là một thành viên ở trong cái Quad, cái bộ tứ mà đang lo giải quyết cái vấn đề ở châu Á Thái Bình Dương. Cho nên nó có nhiều cái vấn đề mà chúng ta nhìn thấy ở đây. Nhưng mà có thể tóm lại, dựa trên cái nhận xét chung của hai anh và một số các nhà quan sát đó, thì cái cuộc gặp gỡ giữa ông Biden và ông Putin, nó là một cái cuộc gặp gỡ tương đối trên bề mặt rất là thoải mái, và đồng thời cũng tạo ra được một số những cái sự cảm thông, và qua đó có thể sau bên trong cái cánh cửa đóng kín đó, thì hai bên sẽ giải quyết thêm những cái vấn đề gì. Nhưng mà trước mắt về mặt đối ngoại đó, thì là đại sứ ở hai nước sẽ quay trở về nhiệm sở. Tại vì chúng ta còn nhớ là hồi tháng 5 đó, là Mỹ đã triệu hồi đại sứ của mình, cũng như là Nga triệu hồi đại sứ của họ đi về Nga, và hai bên vẫn chưa có liên lạc lại với nhau về mặt ngoại giao. Thì ít nhất đó là một cái cách mà chúng ta có thể nhìn thấy được cái sự hòa dịu giữa hai quốc gia. Mà đây cũng là cái điều mà có lẽ tất cả mọi quốc gia khác đều trông đợi. Mình chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, nhưng mà ít nhất là nhìn thấy được qua cái sự việc này. Quốc gia đặc biệt nữa bị kẹt giữa hai cường quốc, đó là Ukraine và Belarus. Chắc chắn trong hội nghị này, cả hai người, ông Zelensky, tổng thống Ukraine, và ông Lukashenko, tổng thống Belarus, đều phải là ngóng tay quan sát từng cái thái độ, từng câu nói, từng cái lời của hai tổng thống. Ông Biden tới có một cương quyết, chúng tôi Mỹ và NATO sẽ bảo vệ chủ quyền cho Ukraine. Thành ra đối với người dân Ukraine thì họ có thể thở phào là sẽ không, họ không có bị là bán đứng, trở thành nạn nhân của một cuộc trao đổi nào đó. Không phải nhắc đến Belarus, cho nên có lẽ có thể Belarus đã nằm trong phần cái deal rồi. Putin hứa sẽ không có tấn công Ukraine nữa, nhưng Belarus phải được giữ làm cái chế độ, phải nằm trong cái vùng ảnh hưởng của Nga, để ít nhất là Nga, Putin cảm thấy an toàn. Cho nên ông trường hợp Lukashenko có lẽ cũng thở phào, nghĩa là Putin sẽ không có bán đứng đâu. Thì đó là trường hợp của hai nước mà bị kẹt. Và tôi nghĩ rằng là cái vấn đề đặt ra đó là Ukraine mặc dù đang mong muốn trở thành thành viên của NATO, nhưng mà chính ông Tổng thống Biden đã nói cái quyết định đó là nó tùy vào NATO. Tôi cho rằng cái câu trả lời đó nó rất là khôn ngoan, bởi vì cái lằn ranh đỏ nó nằm ở chỗ đó. Ukraine không thể trở thành một thành viên của NATO được, là vì nếu như thế đó, tức là tuyên chiến với lại Nga, vì chính Putin đã từng nói câu đó. Cho nên chúng ta hiểu ngay là hai bên đều hứa là đừng xâm phạm nhau, nhưng mà có lẽ cái chuyện mà trở thành thành viên của NATO có lẽ nó không thành đối với Ukraine. Nhưng mà chúng ta quay trở lại ở đây về cái vấn đề châu Á Thái Bình Dương, thưa hai anh. Nhìn chung dựa trên cái kết quả của ba cái phiên họp thượng đỉnh quan trọng đó, và cái phiên họp cuối cùng là giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga đó, các quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương có những cái phản ứng. Cái nước đầu tiên mà tôi cho rằng phản ứng đó là Trung Cộng, là vì có lẽ đó là một nước mà theo dõi sát nhất so với tất cả các nước khác, xem chuyện gì xảy ra trong xuyên qua các cái buổi họp này. Phản ứng ra như thế nào thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ chia sẻ với nhau ở đây. Tôi xin mời anh Bình trước cho biết là Trung Cộng nghĩ thế nào, phản ứng ra làm sao trước những cái sự việc đó, đặc biệt là khi mà G7 mà lại nhắc tới Đài Loan, một cái chuyện chưa từng xảy ra. Xin mời anh. Mình sẽ ghi nhận cái bản tuyên bố của khối G7 nó dài lê thê, đọc từ đầu đến cuối tổng cộng có 70 đoạn, trong đó chỉ có một đoạn duy nhất, cái đoạn 60 nhắc đến Đài Loan, mà chỉ nhắc có một lần duy nhất trong hai câu, đó là chúng tôi quan tâm
đến cái chuyện từng đến cái sự ổn định, hòa bình và ổn định hai bên ở biển Đài Loan, và mong là sẽ có một cái giải pháp hòa bình cho cả hai bên. Nguyên văn cái câu đó là nói như vậy thôi, chỉ có câu đó thôi, nhưng mà bên Trung Quốc còn khó chịu và nghĩ là cái này là muốn tìm cách đi gọi là khiêu khích họ, cho nên ngay lập tức trong chỉ có mấy ngày sau hội nghị, bên Trung Quốc họ gửi có hành động khiêu khích liền, gửi 28 chiếc máy bay trong nhiều hướng, trong những nhiều cái nhóm nhỏ bay xâm nhập qua không phận Đài Loan, không có bay qua cái đảo Đài Loan nhưng mà xâm nhập không phận thôi, từ phía Tây Nam, tức là đi xuyên qua trong biển Đông, và có điều là xuyên qua cái vùng nhận diện phòng không của Đài Loan. Thì cái vùng nhận diện phòng không của một nước như biển đảo Đài Loan, nó là một cái vùng 200 hải lý chung quanh cái đảo Đài Loan, và các máy bay quốc tế, máy bay quân đội, máy bay quốc tế đi vô thì cũng nên thông báo cho chính quyền sở tại ở dưới những cái trạm mà kiểm soát không lưu, và nếu mà máy bay quân sự đó thì nó càng phải thông báo có lý do chính đáng mới vô. Cho nên Trung Quốc họ bay qua như vậy thì họ hàng là họ muốn gửi cái thông điệp. Và tình cờ cái chuyện mà xâm nhập không có của Đài Loan thì nó lại đúng một cái ngày đó, thì chiếc hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan cùng với một cái nhóm đặc nhiệm cũng đi vô biển Đông, đi ngang qua cái khu vực mà máy bay Trung Quốc bay ngang qua, đó là eo biển Baxi giữa Đài Loan và Philippines. Hai bên không đụng nhau, không thấy mặt nhau, không thấy nhau, nhưng mà rõ ràng là bên Trung Quốc họ biết cái thật phát biểu này, cho nên cái việc mà họ gửi máy bay đi từ phía Tây Nam đi vào không phận Đài Loan trong lúc mà tàu USS Reagan đang đi vào vùng biển Đông, thì nó cái thời điểm nó cũng không qua tình cảm của bên Thành kia. Và để trả lời với cái thông báo của G7, cho nên thật sự đó thì cái bản tuyên cáo của G7 nó cũng không có cái gì gọi là gây gớm cả, theo cái ngôn ngữ ngoại giao bình thường, nó chỉ làm cho Trung Quốc giận là tại vì đây là lần đầu tiên mà bên Trung Quốc thì họ quan điểm là cái chuyện Đài Loan là chuyện nội bộ của họ, cho nên không có liên hệ đến G7 cả. Cho nên cái chuyện mà cái nhóm G7 dám để vô đó thì đó là một cái thành công về ngoại giao của Đài Loan, và các cơ quan truyền thông của Đài Loan họ cũng mừng lắm, họ phổ biến lên. Chính vì vậy làm cho Trung Quốc lại càng bị gọi là cảm thấy là bị khiêu khích hơn nữa, đổ dầu vào lửa, cho nên bây giờ đến cái biến cố xảy ra. Vâng, xin mời anh Nguyên. Dạ, thì cái hành động của Trung Quốc đưa 28 chiếc máy bay đi vào cái gọi là cái vùng biển của Đông Sa và ngay cả phía nam của cái Đài Loan, tức là đi vô trong cái không phận của cái Đài Loan luôn, thì rõ ràng đây là một cái thông điệp rất là mạnh, bị 28 chiếc máy bay là đông nhất từ xưa tới nay và đi vào sát cái không phận của Đài Loan, thành ra do đó nó là một cái thách thức lớn. Trung Quốc rất là bực bội trong cái chuyến đi của ông Biden, bởi vì trong chuyến đi của ông Biden từ vấn đề gặp cái khối G7 G7 cho tới vấn đề cái thượng đỉnh NATO, nó đều là có cái mục tiêu chung là Trung Quốc, ngay cả trong cái vấn đề mà gặp cái Liên Âu cũng vậy, đều có cái mục tiêu chung là Trung Quốc, mà ngay cái chuyện mà gặp ở thượng đỉnh với Nga cũng có cái mục tiêu Trung Quốc đứng đằng sau, thành ra cái chuyến đi 8 ngày của ông Biden là một cái sự bực bội vô cùng cho phía Trung Quốc. Và bên phía Nhật Bản thì nó nói rằng là nếu mà Trung Quốc mà có gây hấn, có tấn công Đài Loan đó, thì Nhật Bản cũng không yên được, là bởi vì những cái đảo Nhật Bản nó chỉ cách Đài Loan chừng khoảng 100 hải lý thôi. Thành ra do đó mà Trung Quốc thì nếu mà có tấn công Đài Loan thì cũng không tha những cái phần của Nhật Bản nó gần Đài Loan, bởi vì Trung Quốc sẽ coi đó là cái mối đe dọa về vấn đề an ninh trong vấn đề mà nếu mà Trung Quốc tấn công Đài Loan. Do đó mà vấn đề Trung Quốc tấn công Đài Loan nó lại trở thành là cái vấn đề của Nhật Bản, chứ không phải là vấn đề Đài Loan nữa. Đó là chưa kể một cái lịch sử lâu dài có cái sự gắn bó giữa Nhật Bản và Đài Loan trong quá khứ. Thành ra do đó mà hiện giờ là cái điểm nóng lớn nhất của châu Á Bắc Thái Bình Dương là Đài Loan, và thứ hai là Biển Đông. Trong vấn đề Biển Đông á, thì dĩ nhiên là nó không có nóng bằng, nhưng mà nó có thể là đối với Trung Quốc nó có thể dễ ăn hơn là vấn đề Đài Loan.
trong vấn đề Đài Loan thì vấn đề mà gọi là đổ bộ thì phải dùng hải quân và không quân. Và hải quân đổ bộ thì là mặc dù là Trung Quốc đó có chuẩn bị hay là tập trận trong vấn đề đổ bộ lên đảo, nhưng mà cái chuyện muốn đổ bộ lên Đài Loan không phải là một vấn đề đơn giản. Đó là chưa kể tự Đài Loan cũng có thể ngăn cản được cái vấn đề đổ bộ, chưa kể là cái vấn đề can thiệp của đồng minh, về nhất là Hoa Kỳ. Do đó mà cái điều mà Trung Quốc gửi 28 chiếc máy bay này lại đến không phận Đài Loan đó là cho thấy là Trung Quốc cảm thấy càng ngày càng bị gọi là Hoa Kỳ bao vây và ngăn chặn và kiềm chế, mà Trung Quốc không biết phải phản ứng như thế nào ngoài cái chuyện mà đe dọa Đài Loan. Và cái vấn đề đe dọa Đài Loan này nó có escalate, nó có leo thang hay không thì theo cái nhìn của tôi nó tùy theo cái vấn đề nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc có ổn cho ông Tập Cận Bình hay không. Nếu mà không ổn cho ông Tập Cận Bình thì ông có thể leo thang ở Đài Loan. Dạ thưa anh. Tôi nghĩ rằng là cái phản ứng của Trung Cộng giống như anh vừa mới chia sẻ đó, nó là một cái phản ứng mà có lẽ là chẳng đặng đừng theo tôi nhìn, là vì nếu mà không phản ứng đó thì sẽ bị cái đám mà gọi là diều hâu ở trong cái bộ chính trị của Trung Cộng đó, mà nó sẽ thúc, và đồng thời đó nó sẽ khiến cho cái người dân tàu đó cảm thấy bị mất mặt, cho nên là bắt buộc phải làm một cái gì. Nhưng mà cái chuyện mà làm đó thì ở cái mức độ mà có thể nói rằng chưa bao giờ xảy ra, là 28 chiếc là máy bay quân sự, kể cả oanh tạc cơ loại hạng nhất của nó, HJ của Trung Cộng, mà có thể mang theo vũ khí nguyên tử, vân vân. Nhưng mà cái đó thực ra nó chỉ là cái chuyện hù dọa. Và đúng, tôi nghĩ rằng là theo như anh Nguyên nhận định đó, chẳng qua đây là cái phản ứng mà anh không làm không được, là vì dân nó sẽ chửi, hoặc là làm như vậy thì mất mặt, vân vân. Nhưng mà rõ ràng cái phản ứng mà sâu xa hơn đó, mà tôi nghĩ rằng Trung Cộng sẽ sợ đó, đó là cái kế hoạch mà hạ tầng cơ sở ở các nước nghèo, và cái đó nó là một cái đối trọng quan trọng đối với lại vành đai con đường. Và cái phản ứng của Trung Cộng trước sự kiện đó thì đến nay chúng ta cũng chưa thấy, vì đây nó là một kế hoạch lâu dài chứ nó không phải là cái chuyện trước mắt. Nhưng mà ít nhất mình có thể thấy được một điều, đó là thế giới ngày hôm nay đã nhìn thấy những cái âm mưu của Trung Cộng và đã vạch ra một số những cái hướng đi từng bước có thể thực hiện. Chuyện đó kéo dài trong bao lâu tạm chưa rõ, nhưng mà ít nhất đó là cái điều mà tôi cho rằng Tập Cận Bình rất là lo lắng khi mà trông thấy cái chuyện các quốc gia khác mà phối hợp với nhau, đặc biệt là các quốc gia tự do và giàu thịnh của thế giới đồng ý với nhau trong cái việc cùng làm cái chuyện đó. Và lẽ dĩ nhiên khi mà đưa cái hướng đi như vậy đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến các quốc gia nghèo mà Trung Cộng đang ve vãn tìm cách để mà mua chuộc, thì đấy nó là một cách trước mắt có thể làm cản trở. Chúng ta còn một vài phút nữa để có thể chấm dứt cái phần hội luận của chúng ta ở đây. Xin anh có thể có một cái một lần nữa tổng kết về cái tình hình chung ở trong khu vực như thế nào. Chúng ta đều biết là khi mà cái hội nghị thượng đỉnh bên Âu Châu nó đang diễn ra đó, thì ngay tại Á Châu nó cũng đã có cái phiên họp của ASEAN, và các bộ trưởng quốc phòng của ASEAN mở rộng, mà ở nơi đó có cả bộ trưởng quốc phòng của Nhật, của Úc đều tham dự. Và đặc biệt lần này thì Nhật Bản lại mạnh mẽ lên tiếng trong cái phiên họp đó liên quan tới cái việc mà Trung Cộng đang lấn áp ở cái khu vực. Và chúng ta thấy rõ là cái phản ứng của Nhật Bản gần đây nó đã được biểu hiện trong nhiều mặt, để thấy rằng là cái phản ứng khá là quyết liệt và đứng hẳn về phía các quốc gia dân chủ, mà trong đó là cái vai trò của cái bộ tứ rất là quan trọng. Thì các anh sẽ nghĩ như thế nào về tình hình chung xuyên qua cái những cái biến động mà chúng ta đã trông thấy trong mấy tuần lễ vừa qua? Trước tiên xin mời anh Bình và sau đó đến Đình Nguyệt. Dạ, hôm ơi, chiều ngày thứ năm ngày 17 tháng 6 vừa rồi đó, em và Nguyên đã đi dự một cái buổi hội luận ở ngay tại thư viện Đức Sơn ở Orange County. Thì tòa đại sứ buổi này đã được tổ chức với sự bảo trợ của tòa lãnh sự Nhật ở LA và chính ông đại sứ Nhật ở Washington bay về đây đến đó để nói chuyện với cử tri phần đông của những cử tri cộng hòa tại Đại Do Valinda, và đó là quê hương của Nixon. Thì phần lớn những người member mà đến dự đó phần lớn là cộng hòa, có thể có những người độc lập về dân chủ, nhưng mà đại đa số ở đây những người đã ủng hộ cử tri ủng hộ cho Nixon trước đây. Thì trong cái cử tòa đó
mình thấy rõ là bên phía chính phủ Nhật họ đang có một cái chiến dịch, có một cái kế hoạch lớn để họ thắt chặt cái liên minh giữa Mỹ và Nhật. Và không những là họ chỉ chi tiền ra để không đã đầu tư những cái quan hệ ngoại giao thượng tầng, họ còn muốn đánh tổng nói trực tiếp đến những người công dân Mỹ như là chúng ta này, là cái tầm quan trọng của cái liên minh Mỹ-Nhật như thế nào. Và cũng qua những cái diễn đàn đó thì chính những người chuyên viên Nhật họ cũng đưa ra được cái mối nguy hiểm của cái, nên là cái mối đe dọa từ Trung Quốc. Và trong số những diễn giả đó thì cũng có ông Mike O'Brien, là trước đây là cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, với cái là cựu cố vấn an ninh quốc gia. Thì ông O'Brien ông nhấn mạnh một điểm là cái chuyện mà ông có khen trong cái phần, những cái phần nói chuyện O'Brien nó rất là khôn ngoan. Ông khen chính quyền Biden là đã tiếp tục cái chính sách ngoại giao, nhìn thấy được cái mối đe dọa từ Trung Quốc và tiếp tục xây dựng cái liên minh mà đã được bắt đầu mấy năm trước đây. Và ông nhấn mạnh là cái chuyện mà cái liên minh Mỹ-Nhật cũng như là cái mặt trận lớn để đối đầu với Trung Quốc, đó là một cái công trình của cả hai đảng, Dân Chủ và Cộng Hòa Mỹ. Đó không phải là vấn đề riêng của đảng nào cả. Và ông chẳng nói như vậy để trấn an những người bạn đồng minh Nhật của Mỹ. Và đối với ông đại sứ Nhật, ông cũng rất là khéo và ông nói đây là cái liên minh giữa Mỹ và Nhật là một cái tình bạn lâu dài, nó vượt qua tất cả những ranh giới đảng phái giữa hai đảng và Dân Chủ Cộng Hòa. Thì đó là cái chính sách của Nhật và của Đài Hàn, của Đài Loan. Cho nên người Việt Nam mình cũng phải học cái đó nếu mình muốn thành công trong cái mặt trận lớn. Vâng, cảm ơn anh. Xin mời anh Nguyên. Dạ vâng, hiện giờ thì giữa Mỹ và Trung Quốc càng ngày càng đi từ cái vấn đề cộng tác sang cái thế đối đầu, mà đi tới từ cộng tác sang đối đầu tức là đi từ là hòa quản đi tới cái vấn đề chiến tranh lạnh, mà đi tới chiến tranh lạnh mà giữa hai cái cường quốc lớn thì người ta hay nói về cái bẫy Thucydides. Bẫy Thucydides là một quốc gia đang ngự trị mà và một quốc gia khác đang trừng lên để thách thức. Và nó muốn tránh được cái bẫy này thì hai bên phải có lòng tin. Hai bên tin tưởng lẫn nhau là quốc gia trừng lên không lật đổ cái quốc gia đang ngự trị. Và quốc gia đang ngự trị cũng không có nghi ngờ là quốc gia trừng lên để lật đổ mình. Thì bây giờ cái lòng tin đó mình không thấy. Mình không thấy, mà trong khi đó là cái sự mà leo thang căng thẳng giữa hai bên nó càng ngày càng cao. Thì do đó tôi nghĩ là cái sự căng thẳng của hai bên càng ngày càng cao, mà cái lòng tin không có thì dĩ nhiên nó dễ đưa tới va chạm. Mà cái va chạm này thì tôi nghĩ là sự thất bại nó sẽ nằm ở phía Trung Quốc. Lý do là bởi vì Hoa Kỳ đang xây dựng được liên minh, xây dựng được đồng minh, xây dựng được đội hình, trong khi Trung Quốc có ai? Khi mà đụng chuyện ra thì Trung Quốc có Bắc Hàn, có Iran, chưa chắc là Nga đã đứng với Trung Quốc. Mà Iran cũng ở xa cũng chưa dám đứng, với cái tầm dốc nhỏ bé như vậy mà ở Trung Đông cũng chưa đứng nổi. Thành ra do đó mà có va chạm xảy ra thì có thể nói là Trung Quốc đứng một mình với cùng lắm là Bắc Hàn. Thành ra do đó mà nếu mà có va chạm xảy ra thì có sẽ là lẽ là cái sự thất bại nó nằm về phía Trung Quốc. Mà trong khi đó là vấn đề nguyên tử thì Trung Quốc còn cái kho nguyên tử còn rất ít so với Hoa Kỳ và những quốc gia đồng minh. Mà trong khi đó thì Hoa Kỳ thì không bị bao vây nguyên tử. Trung Quốc thật sự thì Nam là Bắc Hàn có nguyên tử, rồi Ấn Độ có nguyên tử, Pakistan có nguyên tử. Thành ra cái vấn đề những cái nguyên tử mà đe dọa bên chung quanh Trung Quốc là có nhiều. Mà ngay cả cái nguyên tử, những cái lò nguyên tử như vừa rồi, mới vừa cách đây mấy ngày xảy ra cái lò nguyên tử ở Quảng Đông, ở Đài Sơn đó đang bị rò rỉ. Thành ra do đó mà Trung Quốc ở có thể nói rằng là nó ở cái thế mà càng căng thẳng chừng nào thì Trung Quốc càng ở cái thế bất lợi hơn. Dạ thưa anh. Vâng, xin cảm ơn cái phân tích và tổng kết vừa rồi của hai anh liên quan tới cái vị thế của Trung Cộng và đồng thời cái vai trò của Hoa Kỳ xuyên qua cái phiên họp thượng đỉnh mà Tổng thống Biden đã đi dự ở bên Âu Châu với cái khối G7, với Liên Âu cũng như là cái khối NATO, và đồng thời cũng đã gặp Tổng thống Putin. Lẽ dĩ nhiên, thưa quý khán thính giả, vì cái thời giờ của chúng tôi nó có hạn, mỗi một cái cuộc gặp gỡ đó nó đều có một số những cái hồ sơ quan trọng, mà vì chúng ta không có đủ giờ cho nên không thể nào nói hết được tất cả. Và chúng tôi cũng không thể có cái tham vọng đó, thưa quý vị.
là vì cái cuộc nói chuyện này nó chỉ có một tiếng trong cái phiên họp kia, nó tới 8 ngày, làm thế nào để có thể gom hết được về được. Nhưng mà trong tương lai, thưa quý vị khán thính giả, chúng tôi sẽ tìm cách để mà chia nhỏ các cái vấn đề đó ra, và có thể mình đào sâu hơn từng một vấn đề để nhằm giúp cho tất cả mọi người chúng ta hiểu rõ hơn những gì đã và đang xảy ra. Rất tiếc vì thời gian đã hết, do đó chúng tôi xin là chấm dứt cái chương trình hội luận vấn đề cần quan tâm ở đây. Xin thành thật cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán thính giả. Chúng tôi xin là kính chào tạm biệt và xin hẹn với toàn thể quý vị vào chương trình kỳ tới.